Wow, giờ có ánh nắng mặt trời chiều rồi mà có ánh nắng mặt trời với ba ha. Nắng chỗ lò em quay video không biết nó có sao không biết. Nắng đẹp. Mận xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay hai vợ chồng Mận đi làm mới vừa vừa. Rồi giờ ông xã Mận với Mận đi ra ngoài tiệm thuốc tây á. Đi lấy sữa bột uống dinh dưỡng cơ thể mọi người, ăn ngon ngủ ngon tăng ký rồi có nhiều sức lực. Nói chung cái sữa này rất là tốt nha, của Đức sản xuất. Thì ông xã Mận đặt cách nay 3 bữa rồi, thì hôm nay hàng mới về. Thì giờ hai vợ chồng Mận vô tiệm thuốc tây để mà lấy, rồi thứ hai gửi về Việt Nam. Nếu những ai cần sữa bột uống dinh dưỡng cơ thể cũng như là vitamin viên sủi, người lớn trẻ em, hay kem chuyên trị nám dầu nóng đau nhức xương khớp hay dưỡng thở Niva đồ á, thì mọi người cứ liên hệ với Mận hay là em gái của Mận đều được hết nha mọi người. Thì giá cả thì phải chăng ai cũng có thể mua được, cho nên mọi người yên tâm. Bây giờ ông xã Mận vô bãi xe, kiếm cái bãi ở ngoài đậu đỡ cho nó bớt tốn tiền bớt tốn tiền xe, mà nó chặt hết rồi, người ta tranh thủ người ta vô hết rồi. Bây giờ Mận vô bãi xe, vô bãi xe là phải trả tiền nha mọi người. Chỗ này người ta chắn lại cho xe đạp ha. Coi kiếm cái bãi nào rộng rộng đậu mà gần chỗ cái đường đi lên đó. Ở đây có cái tiệm phở Việt Nam nè mọi người, nhưng mà Mận cũng chưa có vô đó ăn bao giờ, tại vì mình muốn ăn gì tự Mận nấu hết à. Bây giờ hai vợ chồng Mận vô tiệm thuốc tây nha mọi người. Đỡ vô hôm đây lấy sữa bột quá, bột uống mình khuấy mình uống á. Này cái tiệm thuốc tây đây cũng khá là rộng lớn nha mọi người. Đó, bây giờ người ta lấy ra, người ta đưa bỏ vô cho mình á. Ở đây mua kem chuyên trị nám, Eucerin đồ á. Mua ở đây hết nha mọi người. Đợt trước á, Mận mua á, thì người ta bỏ trong thùng. Đợt này không có thùng mà sao. Ừ, con chơi đi, đợi mấy ma quay tí xíu này cho ông bà cô chú xem nè. Hay mọi người, thì hai vợ chồng Mận đã đi mua gom tí xíu đồ vừa xong, nhưng mà cũng chưa có đủ nha mọi người. Thì đây là một cái bao sủi vitamin. Thì Mận mua có vitamin tổng hợp nè, với lại vitamin C, cũng như là vitamin dành cho trẻ em. Còn cái loại mà vitamin dành cho chị em con gấu này á, thì bị hết hàng nha mọi người. Thì Mận chờ 1-2 bữa nữa thì Mận mới hàng về, Mận mới mua được. Đó, thì cái này Mận mua cũng mấy trăm ống sủi nha. Ai cần thì cứ liên hệ với hai chị em Mận. Và dùng cũng an toàn, an tâm, không có sợ hàng nhái, hàng giả nha mọi người. Còn cái này á, thì Mận mua kem trị nám nè, chuyên trị nám. Thì Mận mua ít chứ cũng không có mua nhiều, tại vì cái loại này nhiều người đặt thì Mận mới mua nhiều, chứ ít người đặt Mận cũng không có mua nhiều nha. Trời ơi, con gái Mận lấy bỏ ra đây. Còn dầu nóng chuyên trị đau nhức xương khớp, đau nhức gân toàn thân nè mọi người, cái này rất rất là tốt luôn, nổi tiếng ở bên Đức này á. Thì hầu như mọi người ai cũng đau nhức ở bên Đức này cũng đều mua cái loại này dùng nha.
nhất là những người mà nước khác á, họ qua đây họ sống á, họ thích lắm luôn. Cái này nè, ở Việt Nam mình cũng vậy. Thì Mận cũng đã đặt mấy chục chai, chắc khoảng gần trăm chai như thế này. Thì khoảng ngày mai họ sẽ chuyển đến cho Mận, rồi Mận đóng thùng Mận gửi về Việt Nam luôn. Còn đây là hai cái loại bột mà Mận có bán nha mọi người. Thì hai cái loại này rất là tốt và giá cả phải chăng nữa. Thì cái loại này á, là hai đứa con gái Mận đang uống nè. Mận có nghe con em Mận bên Việt Nam nói á, mấy chị em phụ nữ á, có con nhỏ cần muốn cho con nó tăng trưởng chiều cao á, thì cái loại này nha, loại này hai đứa con Mận uống á, nó rất là tốt. Nó làm xương phát triển rất là nhanh và tăng chiều cao, cũng như là bổ sung dinh dưỡng vitamin rất là nhiều trong này nè. Nó người ta đỡ trong này nè, mọi người mua về đọc nha. Còn nếu như mà cái chữ bằng tiếng Đức á, mọi người không có biết á, thì mọi người có thể vào Google dịch nha mọi người. Cái đây á, thì dành cho 2 tuổi trở lên cho tới 12, 13 tuổi uống. Còn dưới 2 tuổi là không có uống được nha. Hai đứa con gái Mận uống từ lúc 2 tuổi trở lên, uống miết tới giờ luôn. Hiện tại bây giờ ở bên Việt Nam má Mận nói hết cái loại sữa này rồi. Thì đợt này Mận gửi về một ít nữa. Thì cái loại sữa này á, là nó rất là tốt luôn. Và từ 12 tuổi, 13 tuổi trở lên cho đến già lớn đều uống được hết nha mọi người. Những cái vitamin cũng như bổ cho tất cả trong cơ thể, thiếu gì nó bổ sung cho cái đó, thì người ta có in ở trong này, người ta ghi rất là rõ ràng. Và cái sữa này cháu Mận 12, 13 tuổi trở lên là cũng uống cái sữa này. Và cũng như má Mận cũng uống, và ba mẹ chồng Mận cũng uống. Nói chung nó tốt lắm luôn mọi người ơi, uống thử đi. Đây nè, nó ghi là mid crab, tức là tăng trưởng, tăng sức khỏe cũng như đề kháng, cũng như là những cái gì mà trong cơ thể mình thiếu nó bổ sung hết nha mọi người. Mà không sợ lo gì sau này có tác dụng phụ. Cái sữa dưỡng thở 48 giờ rất là mềm mịn da nha, mà nó không có đỡ lại bớt dính gì hết á, có mùi thơm dễ chịu lắm. Và dùng là thấy mềm da liền mọi người. Mà giá nó cũng rẻ nữa, cho nên mọi người cứ yên tâm nha. Những cái mỹ phẩm cũng như là thực phẩm ở nhà Mận bán cho mọi người á, giá cả Mận thêm Mận cũng tìm hiểu rồi, giá cả thị trường ở Việt Nam á, mà những cái sản phẩm ở bên Đức này chính hãng Mận gửi gì á, thì nếu mà tính giá cả thì Mận thấy đôi lúc nó còn rẻ hơn nữa. Nhưng mà mọi người được dùng cái hàng hiệu, mà hàng của châu Âu, của nước Đức nữa, dùng không có lo sợ gì hết á. Thay thế gì mọi người mua một cái ống sủi như thế này nè, ở Việt Nam người ta bán 60-65 đồng ở Sài Gòn rồi đó, mà Mận không biết nó là hàng ở đâu. Nhưng ở bên Đức này Mận bán giá rẻ, mà hàng uống là không có sợ gì hết. Bỏ một khoản tiền nhỏ, có vài chục nghìn nè, mà mình uống được cái hàng ngoại. Cho nên tại sao không, đúng không mọi người? Mọi người cứ dùng thử đi nha. Đó, rồi bột kem chị nám, nói chung Mận bán rất là đầy đủ. Thôi quay qua đây khoe với mọi người một tí xíu. Ở đây Mận mua một tí xíu sô-cô-la nè, với kẹo đồ đỡ gửi gì cho mấy cháu. Đó, mua một tí xíu đồ đạt đồ Mận gửi gì. À, chị giá vậy thôi mọi người. Rồi chờ một bữa hai bữa dầu nóng với lại kem dưỡng thở Nivea với những cái khác mà nó dìa đó, là Mận đóng thùng Mận gửi đi. Nhưng mà mấy cái này á, là tí nữa Mận cũng đóng nè, tại vì nó nhiều đồ quá mình phải đóng trước. Gửi đợt này cũng hơi khá đó. Thôi bây giờ Mận đi ăn tí xíu rồi nha mọi người. Mời mọi người ăn nha. Rồi xem gì vậy? Hello, xin chào cả nhà. Ô, sẵn bữa mời cả nhà dùng bữa. Rồi Mận cũng mời mọi người dùng bữa nha. Hello, xin chào anh em đứa. Cô mời anh em đứa ăn cùng với gia đình của mình ăn. Rồi ăn hay ăn. À, Victoria có ăn không? Có biết. Victoria, tớ ăn còn nãy giờ chạy vòng. Đó rồi. Cô ăn bánh ướt nha. Ăn bánh ướt cho ba cắt cho. Ăn được ba cắt nha. Cắt cho kèm mấy miếng. Thì mọi người biết không, cái con gái lớn của Mận nè, nó uống cái sữa này từ lúc 2 tuổi với con gái nhỏ nữa. Mà mọi người cũng thấy hai vợ chồng Mận là lùn. Mận cao chỉ có 1m50, 51, 52 gì khoảng tầm đó, nó lùn xíu xíu à. Ông xã Mận cũng lùn. Nhưng mà cái con lớn á,
nhờ nó uống sữa, cái sữa bột mà má nói á, mà nó cao, bây giờ nó đứng á, cao táo trên cái tay bạn nè, sang năm bảo đảm nó cao, rồi thêm chỉ cần 12 tuổi là cao hơn hẳn luôn á mọi người. Bây giờ mới 9 tuổi à, mà cao như vậy rồi. Ra ngoài đường á, mặn với con gái mặn đi, người ta cứ nói chọc giỡn á chị em, tại vì người ta thấy cao nó ngang ngang với nhau nha, chứ không có nói chị khuôn mặt, là diễn viên nhìn khuôn mặt là thấy mặn già là già rồi, nhưng mà người ta nhìn cái dáng sau người ta cứ nghĩ là hai chị em không á, tại vì nó quá cao, cái chân nó dài ra, mới vừa mua chiếc xe đạp cách đây 2 năm, giờ chân nó dài quá, năm yên hết rồi, giờ lại mua tiếp chiếc xe mới cho con nó ngồi nữa, mọi người nó chạy nữa. Con đây chạy nó trắng không con? Con gấp không được, con lấy cái nĩa đó con. Cái nĩa dít lên. Rước thì dầu vô. Cái kia. You can mong is moon tha. Bài su và sẽ xuyên tha kết. Về hả tha? Moon tha. Chú là nền. Hỏi sẽ xôn. Hỏi sẽ đi. Và sẽ xuyên đi. Dạ. Good. Yeah. Good. Yeah. Mấy cái nĩa không gấp? Yeah. Thật nè. Mấy con muốn ăn nè. Chơi giòn hả con? Theo đi giòn cho con nè. Nghe con. Ừ. Con con. Mày uống cô lao. Cái này cho con một chút. Thịt đi giòn nhà mình làm heo quay lúc nào cũng ngon hết đó. Cẩn thận không? Cẩn thận lâu lại. Không chưa? Lâu nào rồi. Được chưa? Em mà cứ uống phá là mẹ mà giận đó nha. Nó giòn quá trời luôn. Ngon. Đợt này á, em mua sủi á, gấp mấy lần đợt trước luôn. Đợt trước em gửi giờ có 200 ống rồi. Mà hết liền. Má gọi qua nó hết. Cháy hàng luôn. Ở bên này mọi người, nhiều người mua vitamin C, vitamin tổng hợp uống lắm luôn á. Mặn ra mặn mua mà cũng được cơm một giỏ đó khoảng 300 ống à. Cái khoảng tầm đó. Mà định mua thêm mà hết rồi. Ngon em. Ăn nữa không? No không? Ngon không? Này quá ngon hả con? Quay con. Ừ, bây giờ giòn mình bà đó nha. Ăn mấy không? Ăn ngon được không? Cái nồi con nó tốt nè. Chép nè, ăn no rồi nó đau bụng nó lan nữa. Cái tôi đây ăn. Giờ giòn. Ăn đi ở mấy bàn cô chú nhìn thấy nó còn không gút kìa. Thôi mọi người, thì bạn cũng quen tí xíu để chia sẻ những cái sản phẩm cũng như mỹ phẩm tốt ở bên Đức này gửi về Việt Nam cho mọi người tiêu dùng. Thì mình cũng xin cảm ơn mọi người đã và đang xem cái clip này cũng như là mua ủng hộ những cái sản phẩm. Mình xin chân thành cảm ơn nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng.